Thông báo về việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh thông báo về việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đặng Hoa Cách, sinh năm 1944, thường trú tại ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02212 do ông Võ Văn Cao đứng tên. Hiện ông Võ Văn Cao đã chết, cho vợ là bà Đặng Hoa Cách nhận thừa kế

và đồng sở hữu là bà Trần Thị Hạnh vắng mặt tại thời điểm kiểm tra. Bà Nguyệt và bà Hạnh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07018, phía nam giáp đất nhà, phía tây giáp đất ông Trần Phước Lành, phía đông giáp đất ông Hoàng Lương Dũng, tứ cận thửa 879, bản đồ 22, phía bắc giáp đất nhà, phía nam giáp đường huyện 25, phía tây giáp đất ông Lê Thọ Long, bà Võ Thị Cẩm và ông Trần Phước Lành vắng mặt tại thời điểm kiểm tra. Phía đông giáp đất ông Hoàng Lương Dũng, ông Lâm Văn Trung, bà Võ Thị Cẩm và ông Võ Văn Thắng. Nguồn gốc đất, cha mẹ của ông Võ Văn Cao cho ông Cao quản lý và sử dụng đến năm 2020. Ông Cao chết, vợ ông là bà Đặng Hoa Cách tiếp tục quản lý và sử dụng đến nay. Lý do cấp đổi, thống nhất ranh, cấp đổi theo bản đồ 2010, theo hiện trạng sử dụng nay Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh thông báo công khai cho các cá nhân có liên quan đến ranh đất giáp với đất của bà Đặng Hoa Cách. Được biết, nếu có thắc mắc, khiếu nại, xin liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh để giải quyết. Thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp, khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh sẽ làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Hoa Cách theo quy định của pháp luật.